Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2017, Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về các vùng nông thôn, miền núi tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang. Mỗi phiên chợ có quy mô từ 20 đến 25 gian hàng với rất nhiều ngành hàng tham gia. Đây là cơ hội mua sắm thuận lợi dành cho người dân các vùng nông thôn, miền núi, đồng thời là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, cơ sở tiêu thụ sản phẩm cung ứng hàng hóa cho thị trường, thực hiện tốt mục tiêu kích cầu tiêu dùng hàng Việt trong người dân. Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh, không những giúp bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mua được hàng hóa trợ giá, giảm đi phần nào gánh nặng sinh hoạt, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hàng Việt. Trong tháng 5 vừa rồi, phiên chợ đầu tiên trong năm 2017 được triển khai tại địa bàn A Lưới đã mang đến cơ hội mua sắm cho người dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Có 19 cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mang đến các sản phẩm trưng bày gồm mộc mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống, giày dép, hàng tiêu dùng, rèn, điêu khắc đồng. Các sản phẩm trưng bày tại phiên chợ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá từ 10 đến 50% kèm theo quà tặng hấp dẫn. Chợ bà con thì đi chợ rất đông vì ngày này là cũng ngày có hội chợ tết nữa. Thì tôi mời tới thì tôi thấy cảm thấy tôi cũng có thích. Chợ bà xã đi thì bà thích mua chi thì bà mua quanh. Một điều đặc biệt tại phiên chợ vùng cao A Lưới trong năm 2017 là sự tham gia của các cơ sở chế biến sản xuất sản phẩm đặc sản của địa phương như mực ong rừng, chuối, măng, vải giang. Một số đặc sản của địa phương khác như nước mắm Quảng Công, Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền cũng đã gặp mặt trong phiên chợ hàng Việt về với A Lưới. Đây thực sự là cơ hội tốt cho cả doanh nghiệp và người dân, đồng thời có thể kích cầu người dân mua sắm các sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất cũng như các đặc sản địa phương. Mặt khác, thông qua phiên chợ, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở địa phương có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm với mong muốn ký kết được nhiều hợp đồng trao đổi hàng hóa để mở rộng quy mô và phát triển sản xuất. Lần đầu tiên, các hộ gia đình, các cái tổ liên kết sản xuất tiếp cận đối với các cái doanh nghiệp, các cái công ty mong để kết nối được cái đặc sản, cái nông sản hàng hóa tại địa phương A Lưới đến với thị trường. Đấy, thì chúng tôi thấy rằng cái hội chợ này phải nói rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất đó là các cái mặt hàng của A Lưới lâu nay đã từng tồn tại tại huyện A Lưới nhưng mà chưa có nhiều người tìm đến. Nhưng hôm nay khi mặt hàng chúng tôi mà đem giới thiệu với các doanh nghiệp và khách hàng ở đây thì phải nói là đó là một cái điểm rất là mới và cũng rất là phấn khởi đối với bà con nông dân, hội phụ nữ ở đây. Bán được lắm. Hồ nghe mình giới thiệu là hàng nguyên chất làm từ cá tươi, vệ sinh an toàn thực phẩm bảo đảm. Hồ tin tưởng và hồ mua nhiều. Chương trình tháng bán hàng khuyến mại và đưa hàng Việt về nông thôn 2017 của tỉnh Thừa Thiên Huế trải đều từ miền núi đến miền biển. Hầu hết các mặt hàng đều là những sản phẩm của các doanh nghiệp Việt uy tín và trợ giá với mức thấp hơn giá thị trường từ 5 đến 10%. Sở Công Thương Thừa Thiên Huế cho biết đã vận động khuyến khích các doanh nghiệp có nguồn hàng chất lượng để đáp ứng nguồn cung, giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi được tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng giá cả phù hợp. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn qua hơn 10 năm triển khai đã thực sự làm thay đổi cách nghĩ của cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Các cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi thì hàng năm chúng tôi tổ chức và đặc biệt là cái chương trình đưa các cái phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi thì qua hàng năm chúng tôi nhận thấy là cái chương trình ngày càng thiết thực đối với cái bà con, đối với các cái vùng sâu vùng xa có cái nhu cầu mua sắm và thứ hai bên cạnh đó là thông qua các cái chương trình đưa hàng Việt này thì cũng đã dầm là tôn vinh các cái sản phẩm hàng Việt và đưa cái hàng Việt vào đến gần và hơn với người tiêu dùng. Người dân hiện nay đã từng bước quan tâm ưu tiên mua sắm và tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt. Các doanh nghiệp thì nỗ lực cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hay giá thành, tăng sức cạnh tranh. Đây cũng là những cú hích để đưa kinh tế ngày càng phát triển.